Ken ơi, Ken ơi, ngồi lẹ lên Ken ơi. Trời ơi, có con chuột chết đây nè. Nè lẹ lên. Ôi, con chuột sao chết hả? Quá wow, tội nghiệp con chuột quá, ai cắn nó chết vậy? Con kiến cắn, kiến sao cắn chết con chuột được? Con rắn cắn đó.